Hai cô dụng cổ chết trong vở tuồng khi được thu thái lá của cố soạn giả Yên Lan. Còn nói gì thêm nữa đi ơi, rồi đây kéo qua sẽ đưa nàng về nước hoa. Ở đây nàng sẽ sống hạnh phúc rồi sẽ
hát song ca với chị được không? Dạ. Anh Tuấn sẽ lên song ca với chị Phương Hằng kỷ niệm một bài tân cổ. Xin được mời anh Tuấn ạ. Chị Phương Hằng rất là sẵn lòng ạ. Dạ xin mời Tuấn ạ. Tiết mục song ca đặc biệt là mọi người, chị Phương Hằng được yêu cầu hát và đi khách muốn được song ca kỷ niệm với chị Phương Hằng. Em chị song ca tôi tốt rồi. Thay vì em kêu chị bằng cô, thứ ba em bằng anh, nhưng mà tại vì em không quen rồi muốn cho chị giải chân. Anh chị mẹ đỡ đời cũng được. Bây giờ vô bàn ngồi đi. Thôi bây giờ bình tĩnh, con đứng đó, con nhét tiền vô bông cái đi rồi. Con ngọc bụi, ngọc bụi. Bây giờ tối nay cho mấy nữ nữ bụi. Tối nay làm cái này luôn. Cho nó đẹp. Anh không biết mình phải làm gì hơn.